Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Adrop, kênh chuyên kiếm tiền miễn phí trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ một dự án nào kiếm tiền mà mình để chia sẻ trong kênh. Trước khi làm sự kiện Adrop của dự án hôm nay, mình xin thông báo rằng với mọi người là mình đã tạo ra một nhóm trên Telegram có tên là Adrop Crypto cho lọc kèo 24/7. Mọi người vào nhóm này để cập nhật đầy đủ những dự án kiếm tiền mà mình không chia sẻ trên kênh. Ngoài ra, những dự án nào mà để phân phối token hay cả danh sách winner từ dự án, mình sẽ thông báo trên nhóm Telegram. Về link tham gia nhóm mình sẽ để dưới phần mô tả video để mọi người có thể dễ dàng vào nhóm được. Quay trở lại với dự án hôm nay, để tham gia về sự kiện Adrop từ dự án Uniware Smart Swap, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Và tham gia sự kiện này sẽ có 5.000 suất, 5.000 ví may mắn. Mỗi ví sẽ nhận được là 500 token SMAX. Ngoài ra còn có phần thưởng top dành cho 250 người tiền rep. Tiếp theo mọi người click vào Continue để tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Soul Group về channel của dự án trên Telegram. Tiếp theo mọi người quay trở lại Sandbox, mọi người click vào Submit Editor. Đón. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter, like và retweet bài bot yêu cầu. Mọi người tiến hành follow. Tiếp theo mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện này, mọi người like về retweet lại. Sau đó mọi người vào trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người copy link profile. Sau đó mọi người gửi về chatbot. Tiếp theo mọi người tiến hành lên nhiệm vụ subscribe kênh YouTube của dự án này. Mọi người tiến hành subscribe, sau đó mọi người tiến hành watch bài video này. Tiếp theo mọi người về phần kênh của mình, mọi người copy link profile kênh. Sorry. Rồi mọi người copy link profile kênh YouTube. Sau đó mọi người gửi vào chatbot. Tiếp theo nó yêu cầu mọi người để join vào nhóm Telegram quảng cáo của dự án này chưa. Nếu bạn nào tham gia rồi thì mọi người click vào link, còn bạn nào chưa tham gia thì mọi người tham gia, sau đó mọi người quay trở lại support. Tiếp theo mọi người click vào join. Rồi, nó hỏi mọi người là mọi người để like về retweet bài post về sự kiện Adrop của dự án này chưa trên trang Twitter quảng cáo. Rồi mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Adrop từ dự án Uniware Smart Swap. Mọi người like về retweet lại. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click về yes. Tiếp theo mọi người tiến hành điền địa chỉ ví mạng Polygon Matic. Mọi người có thể sử dụng là ví Chuck Wallet. Thứ hai là ví token Rocket hoặc ví MetaMask đều được. Mình thì đang sử dụng ví MetaMask. Rồi mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví của mình. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà dự án yêu cầu, mọi người click vào Statistics để kiểm tra thông tin của mình trên chatbot. Mọi người kiểm tra lại thông tin của mình như tài khoản Telegram, profile Twitter hay là kênh YouTube của mình. Sau đó là địa chỉ ví có đúng với của mình hay không. Và nếu bạn nào không đúng thì mọi người có thể làm lại. Và để nhận thêm phần thưởng là phần thưởng top từ dự án, mọi người có thể copy link rep của mình mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia. Về dự án, sự kiện Adrop sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2. Về dự án sẽ phân phối token về ví của những người
có tên trong danh sách Winner sau 30 ngày kể từ khi dự án lít sàn. Video của mình đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video tại đây, mình xin chúc mọi người sẽ may mắn nhận được token từ dự án này. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để ủng hộ kênh mình. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Mình gặp mọi người ở những video tiếp theo.